sao trắng tay? Anh phá sản hả? Giờ ta chỉ còn Ben thôi, ta về với Ben. Sao anh trắng tay hả? Ông Noel này. Về với Ben hả? Ok, tối vô về với Ben. Bạn bảo. Hả? Cái gì? Noel sao đây mọi người? Là sao? Cái gì mà Noel sao là sao? Cảm ơn hàng xóm tôi nhiều nha. Ê đừng, không. Hay quá, cảm ơn họ, cảm ơn đời. Thank you Peter. Lát anh hàng xóm mới đi làm luôn hả? Ủa mấy bé mới xem online hả anh Cường? Anh Cường ơi, mới xem online à? Xong môi cái bàn anh thì có như không nha. Xả rác trong bồ mười á mọi người, khi nào mà chân đứng lên á, chút nữa chân đứng lên á, cái mọi người xả rác nha. Bây giờ chân ngồi mọi người xả, cái không có đọc được comment á. Xong nhiệm vụ rồi lười hả? À thì ra là bé Sam nó lười à, thì ra bé Sam chọn cái chết à. Cảm ơn anh sói nha, được anh cũng vậy nha, Noel vui vẻ. Ủa anh sói quen quen vậy ta, em cảm ơn anh tế con Giáng sinh vui vẻ. Birthday ông này tái sinh lên đẹp quá tào lao. Nói nghe nè Hương ơi, Hương nói nghe nè Hương ơi, em coi cái viết của ảnh làm sao rồi em hả? Có như không em mà lên, em rớt là anh sẽ đi cứu em nha, anh em rớt dưới hố anh cứu em nha. À anh Tình Nghĩa hay chưa, anh đổi tên mà em thấy quen quen mà không biết ai hết trơn. Hàng xóm ơi, Giáng sinh vui vẻ nha anh hàng xóm ơi. Quay thiệt nha. À, quay. Anh biết cái quay mà mọi người ơi. Cảm ơn Chiến. Nhớ em lên nha anh. Anh Bi ơi em nói nè, em nói nghe nè, em quay nè, anh thấy em quay không? Em nói cho anh nghe nè Bi, trong cái điện thoại này của em nó rất là nhiều cái quà đó của anh luôn rồi đó. Thiệt luôn á, nhiều lắm luôn rồi đó mọi người. Ngày nào anh cũng kêu quay đi quay đi, bây giờ trong điện thoại em quá trời cái quà đó của anh. Tí em ngồi em xóa điện, xóa bớt thì chứ không có dung lượng quay tiếp đâu. Điện thoại mới thì chưa, điện thoại mới thì chưa về, điện thoại cũ thì hết dung lượng quá nhỏ. Quỷ Hương đi đâu mất tiêu rồi ta, đừng có cười nữa. Hoài vậy Hương, nhưng mà có nhiều rồi, mình quay cái nào, mình quay cái nào lạ lạ đấy. Đè ra, đè ra. Cảm ơn Kiệt Idol, đợi em xíu nha. Có như không, trời chị Tì ơi chuẩn bị em cái hố nha anh ơi, em lọt xuống dưới nè, sợ quá. Lỡ rồi gặp nhưng không ở lại luôn đi. Ok, đưa đây em nắm chân anh cái. Lại để lạc mất em rồi, lại để em ở một mình đành lòng sao anh, lại để cô gái anh yêu phải khóc. Em vẫn cam lòng và không than trách nữa lời. Hóa cần phải cơn ánh mắt trời, em vắng anh ở trên đời còn gì vui sao. Biển lớn như thế cũng phải cần sống, gần nát tan rồi làm sao gương vỡ lại lành. Ừ thì đã có, nhưng có